cái cuộc sống này nó sẽ có một cái hình thù rất đặc biệt ở đây các anh chị nào coi Naruto thì biết cái hình này đây gọi là vòng lặp ở đây có bao nhiêu anh chị nhìn được cái hình thiên hà Mickey Way vô tay hình thiên hà nó sẽ có hình xoắn ốc như thế này nó sẽ có hình xoắn ốc như thế này ha rồi cảm xúc chúng ta sẽ chuyển hóa bằng cách này nếu Đây là vòng sống của anh chị ha Nếu các anh chị gặp một cái khó khăn ở đây Đây là một cái tổn thương của anh chị đúng không Rồi Thì ở đây á Nếu anh chị chấm dứt được nó Nó không lặp lại nữa Nhưng mà nếu các anh chị bỏ qua nó Thì sẽ gặp lại ở đây Một lần nữa Và đây là một cái vòng hậu quả đi ha dễ hiểu không ạ Cái vòng này là cái vòng hậu quả Còn đây là cái tổn thương của chúng ta Cái khổ đau của chúng ta Chúng ta gặp ở đây và chúng ta bỏ qua Chúng ta không biết tại sao nó diễn ra Diễn ra bởi lý do nào Chúng ta không biết cách sửa chữa nó Thì ở đây các anh chị sẽ gặp lại một lần nữa Ví dụ điển hình Nếu các anh chị nào đã từng khởi nghiệp Mà đã từng phá sản rồi Và bay ra lập nghiệp lại một lần thứ hai Mà không rút được bài học phá sản lần hai Ai đã từng phá sản lần hai giơ tay Ôi trời đất ơi Đúng không ạ? Lần 2 chúng ta sẽ gặp lại với lý do tương tự cũng đúng như vậy Làm lần 2 Chưa tỉnh đúng không Nó táng vào lần 3 Vũ trụ này nó yêu thương mình lắm Cho nên nó đánh mình suốt à Đúng không ạ Nếu các anh chị đã gặp một trắc trở từ một cuộc tình đầu tiên Và anh chị không đúc được lý do tại sao anh chị thất bại trong cuộc tình đó Lần thứ hai yêu lại một người y chang Bao nhiêu người đã từng bị do tay nói Thôi được rồi nhẹ thôi quên giấu quên. Rồi lý do nè Ví dụ các anh chị khởi nghiệp mà làm ở đây Các anh chị yếu về quản lý tài chính Yếu về marketing, yếu về sale, yếu về quản lý nhân sự Thì thay vì là các anh chị làm lần thứ hai Các anh chị cắm đầu các anh chị làm Các anh chị bỏ qua những cái điều đó Thì anh chị hãy dừng lại một nhịp Fix lại những thứ đó Và khởi nghiệp lại lần thứ hai Thì anh chị sẽ không còn gặp Cái điều đó nữa Đúng không ạ? Nếu các anh chị trong một cuộc tình mà thất bại hãy đặt câu hỏi là tại sao tôi thất bại chúng ta nhìn ra là chúng ta kiểm soát người ta quá coi điện thoại nó nhiều quá cuộc tình tan nát lễ không tặng quà là cuộc tình tan nát đúng không thì đó cũng là một cái bài học thì cái key quốc ở đây là rút ra bài học từ đây khi chúng ta gặp một cái điều gì đó khó khăn và thất bại trong cuộc sống hãy dừng lại và rút ra được một bài học chúng ta sai ở đâu chúng ta tìm phương pháp để sửa nó và vòng lặp nó sẽ chấm dứt và khi vòng lặp chấm dứt ở đây nó sẽ làm một món quà vẽ cái mặt cười ấy cả Đó. sau mỗi lần các anh chị học được một bài học các anh chị sẽ nhận được một món quà và các anh chị sẽ không phải học nó lại nữa đúng không ạ nếu các anh chị thất bại ở đây một doanh nghiệp ở đây các anh chị uh, đi học những kiến thức để anh chị sửa nó rồi các anh chị làm lại thì thì chúng ta đâu còn phải gặp lại nó vũ khí đầy mình nè cho chàng có tay ơi trong tình yêu trong cuộc sống vậy các anh chị nếu chúng ta gặp một cái cuộc tình chúng ta thất bại chúng ta hãy từ từ hãy yêu từ từ hãy yêu hãy rút ra bài học và chữa lành cái tổn thương đó rồi hãy yêu một người tiếp theo được chưa còn yêu lụi á là toang á được chưa ở đây có ai yêu lụi chưa thôi được rồi giấu đi rồi nhân sự ở đây bao nhiêu người gặp khó khăn về nhân sự cho tay. Ừ. Nhân sự ha, nếu nhân sự đến và họ đi và chúng ta chỉ ngồi nhìn họ đến và đi á là nó sẽ liên tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy luôn. Nhưng mà nếu một nhân sự đến và họ đi, nhưng sau đó là một cuộc họp toàn công ty hoặc nếu đang khởi nghiệp ngồi tự nhìn lại mình là tại sao họ đi phân tích lý do họ đi hỏi được lý do họ đi và chúng ta tìm ra phương pháp xử lý cái việc đó lần sau nhân sự mới vào chúng ta có phương pháp xử lý họ có đi không ạ họ đi tiếp chứ ai ở với anh chị cả đời sao đòi nhân sự ở mình cả đời không có đâu đúng không ạ họ vẫn đi nhưng thời gian họ đồng hành với mình nó sẽ dài hơn và khi họ đi nó sẽ tuyệt vời hơn đúng không ạ nhưng mà nếu chúng ta cứ ngồi nhìn họ đến và đi á Tôi hứa với anh chị luôn cả đời các anh chị đi đào tạo nhân sự Cả đời đi tìm người đồng hành Ở đây có bao nhiêu người Có người đồng hành trên 5 năm cho tay 6 năm 10 năm Đó, rất tuyệt vời Chúc mừng hai người đã có nhân sự đồng hành trên 10 năm Tôi cũng tự chúc mừng tôi luôn Hiện tại là tôi có khoảng 1, 2 3 4 bốn nhân sự một ông đúc đúc rồi bốn nhân sự đồng hành trên 10 năm chính xác là 13 năm 13 năm từ cái thời mà anh em tôi còn uh, của bất của bơ đó và chúng tôi ngày xưa cái đội hình của tôi ông đông lắm và tôi đã từng trải qua cái bài học này rồi cứ nhân sự đến xong đi đến xong đi cứ nhìn đi nhìn đi xong rồi Nó sao đi người ta không biết thôi kể bà đi con này con khác cũng hay cũng là một cái tư tưởng hay đúng không ạ nhưng mà rồi đến một lúc mình nhận ra là mình không dạy cho họ mình không có phương pháp để cho họ phát triển cái sự nghiệp của họ thì họ sẽ đi thôi ạ đúng không ạ vậy thì khi chúng ta gặp một thất bại chúng ta cần phải rút ra một bài học và từ bài học này chúng ta hãy tìm giải pháp giải pháp để để xử lý nó và chúng ta sẽ không gặp lại nó ở đây nữa còn nếu chúng ta bỏ qua này, Thường ha, thất bại nè, thất bại kinh doanh nè Bắt đầu đi đường vòng <laughs> Đi đường vòng Nhảy qua Thì nó vẫn nằm đây thôi đúng không Cái bắt đầu ở đây Ui Do Sao ạ Ui, dịch thôi Đen thôi, đỏ quên đi Ui, tài bọn nhân viên nó phá Ui, đối thủ nó phá giá Đúng không ạ? Ui sẽ do thị trường lên xuống Ui sẽ do người này người kia trả giúp mình Ui sẽ làm chung với bò nó chia tay Toàn Chúng ta luôn ui Và do cái này Do cái kia Tại sao chúng ta không dám nhìn nhận vào sự thật đúng không ạ? Tại vì nó đau Đúng không ạ? Nó đau Và xu hướng của chúng ta Luôn cố gắng né tránh nỗi đau Và thường nỗi đau nó là sự thật đúng không ạ à? có ai muốn mình bị đau không các anh chị đã bao giờ cảm giác là không đau ở vật lý nhưng đau ở trong tâm chưa đau trong tim bên này có chưa ạ có không có chứ nó đau đó nó còn đau hơn cả vật lý luôn các anh chị nó đau mà nó khiến các anh chị nằm bẹp trên giường bao nhiêu số trong các anh chị ở đây đã từng nằm bẹp trên giường và không biết lý do tại sao cho tay không lẽ tôi nằm đây tôi ví dụ tại vì tôi cũng đã từng nằm rồi nhưng mà tôi nằm thấy kiểu là mục như này này tôi cắm đầu xuống luôn không ngóc đầu dậy được và tôi đã xử lý bằng cách tôi rút ra bài học và tôi tìm giải pháp cho cái điều đó và nếu tôi sai với ai đó thì tôi lập tức xin lỗi liền bởi vì sự thật mà nếu chúng ta gặp một cái vấn đề đó hãy thành thật với cái điều đó và đối diện với chính mình nếu mình soi tấm gương mình nhìn vào gương là mình mà mình không dám công nhận mình thì không ai công nhận mình. Thì trong gương nó là sự thật đó, là mình đó. Thì cái nỗi đau nó không vậy, bởi vì đau cho nên luôn tìm cách né, bởi vì né cho nên gặp lại một lần nữa, bởi vì né cho nên hậu quả nó lớn lên và đến một thời điểm mà đó các anh chị phải rơi những giọt nước mắt đau khổ. Có chưa? Đúng không ạ? Tình yêu, cuộc sống, công việc nó đều theo cái vòng xóa đốc này hết. Nếu mà nói về mặt tiêu cực thì đây là một cách để chuyển hóa từ tiêu cực thành tích cực. Chuyển hóa như thế nào ạ? À? Chuyển hóa như thế nào? Bằng cách rút ra bài học. Được chưa? tôi nói có lan man không ạ? À? Chuyển hóa tiêu cực bằng cách rút ra bài học để chuyển hóa từ tích cực thành tiêu cực, chỉ cần rút ra bài học và tìm giải pháp cho vấn đề đó là anh chị sẽ ngay lập tức chuyển hóa tiếp theo đừng né tránh sự thật nó có một cái định nghĩa như thế này sự thật thì sẽ mãi là sự thật sự thật sẽ không cần phải giải thích sự thật không cần phải chứng minh khi mà nó làm ngược lại thì nó không còn là sự thật nữa bởi vì giả dối thì mới cần chứng minh những cái thằng lừa đảo thì nó cần chứng minh nó làm thật <laughs> đúng không ạ nó phải cố chứng minh nhá để người ta tin nó mà đúng không ạ đúng không bởi vậy á sự thật thì nó mãi là sự thật và giả dối á thì đến một lúc nào đó nó sẽ vỡ ra và chắc chắn ở thời điểm này cho đến về sau những sự thật liên tục vỡ ra đó là luật nhân quả đấy nó nhanh lắm Ngày xưa có câu là đời cha ăn mặn này có khát nước chứ bây giờ không Đời cha ăn chưa xong là khát nước chết rồi Nói nhanh đó, thấy chưa Thì chúng ta phải rút ra được bài học từ những cái khó khăn này Thấy chưa Rút ra được những bài học từ khó khăn để không gặp lại nó nữa Thì đó là cách chuyển hóa từ tiêu cực thành tích cực Chúng ta chuyển hóa nó đi Vậy thì thực sự ra cuộc sống này nó không hề có tiêu cực Nó cũng chẳng có khó khăn Nó cũng chẳng có thất bại đâu Được chưa Đó là những bài học cho chúng ta và tôi gọi đó là trải nghiệm Đấy chưa? chúng ta trải nghiệm càng nhiều thì chúng ta càng vững chắc vậy thì có khó khăn không ạ à? không ạ à. khó không không có tiêu cực không? không có chứ có tiêu cực chứ có tiêu cực chứ thì để nói về một cái ví dụ chuyển hóa như thế này các anh chị ăn một chai táo ăn vào hấp thụ chất dinh dưỡng thải ra Đúng không? Thì có phải là táo nó sạch xong thải ra là nó không còn sạch nữa Nhưng mà chúng ta hấp thụ cái tốt Thì căn bản con người của chúng ta là nơi chuyển hóa Được chưa? Con người của chúng ta là nơi chuyển hóa nhé Cái chị hấp thụ vào một năng lượng tiêu cực Thì chuyển hóa nó bằng cách này Chúng ta phân định nó ra Và chúng ta chuyển hóa nó đi Thì chúng ta sẽ trở thành tích cực Đó Bản chất của chúng ta là chuyển hóa và người nào chuyển hóa càng mạnh thì càng tích cực chuyển hóa càng mạnh thì nội lực càng cao chuyển hóa càng mạnh thì năng lượng càng nhiều tần số càng càng cao